Cô gái 23 tuổi máu biến thành trắng đục giống như trà sữa, khóc hối hận vì đã làm một việc thường xuyên. Tưởng chừng việc máu bị chuyển thành trắng đục chỉ xuất phát từ thói quen nghiện uống trà sữa, nhưng thực tế nếu giữ một thói quen xấu giống như cô gái này, bạn cũng có thể gặp tình huống tương tự. Xiao Yu 23 tuổi ở Trung Quốc vừa tốt nghiệp đại học và cũng tìm được một công việc cho riêng mình. Cô rất chăm chỉ làm việc để thể hiện bản thân nên thường xuyên làm thêm giờ sau một thời gian cô được lãnh đạo đánh giá cao nhưng sức khỏe lại càng ngày càng đi xuống đặc biệt là mấy ngày gần đây cô luôn cảm thấy yếu đuối và đôi khi bị chóng mặt buồn nôn đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe quá trình xét nghiệm máu máu được rút ra từ cơ thể của Jiayou đã khiến cho mọi người kinh ngạc máu của cô không còn màu đỏ tươi giống như những người bình thường mà có màu trắng sữa giống như sữa trước đây cũng đã có một trường hợp bệnh nhân có máu trắng đục giống như Jiayou nhưng đó là do thói quen thích uống trà sữa của họ. tuy nhiên, Yu lại không thích uống loại nước ngọt này. vậy thì chuyện gì đã xảy ra? qua quá trình quan sát máu của Yu và tìm hiểu một số thói quen sinh hoạt của cô, cuối cùng bác sĩ cũng biết được rằng sự xuất hiện của hiện tượng này chủ yếu liên quan đến thói quen ăn uống thường ngày. máu của cô có màu trắng đục vì hàm lượng chất béo trong máu tương đối cao. điều này làm thay đổi màu sắc của máu. vì Yu thường xuyên làm thêm giờ tại nơi làm việc. Đôi khi cô ấy còn không có thời gian để ăn vì quá bẩn rộn, luôn ăn không ngon miệng. Việc thường xuyên ăn đồ ăn vặt đã trở thành một chuyện bình thường đối với Siayo. Mặc dù một số sản phẩm, đồ ăn mang đi và thức ăn nhanh mà chúng ta thường ăn có thể làm no bụng, nhưng mà chúng cũng có rất là ít chất dinh dưỡng và còn chứa rất nhiều calo và chất béo. Những chất này khiến cho cơ thể béo hơn, tăng hàm lượng chất béo trong máu, cuối cùng làm cho máu chuyển thành màu sữa. Chiayo sau khi nghe xong giải thích của bác sĩ thì rất hối hận vì không chú ý đến chế độ ăn uống nên đã dẫn đến tổn hại sức khỏe. Vì vậy trong cuộc sống hàng ngày, dù có bản rộn hay mệt mỏi đến đâu, thì tốt nhất bạn nên ăn ngày ba bữa đúng giờ, cân đối dinh dưỡng, không nên ăn vặt, ăn nhiều rau trái cây, đó là tốt nhất cho cơ thể. Đặc biệt hiện nay nhịp sống rất là gấp gáp, dân văn phòng không chỉ ăn uống đơn sơ đơn giản mà việc thường xuyên ngồi lâu cũng dễ đến tình trạng máu không lưu thông đủ. Lời vận động cũng dẫn đến các loài bệnh tật, vẫn còn rất nhiều người sống và làm việc dưới áp lực lớn. Nếu luôn trong tâm trạng chán nản, không có thái độ sống tích cực thì nó sẽ gây ra rất nhiều những bất lợi cho cơ thể.